bóc này không đi. Cứ đang bị trật lên. Bóc vào đi. Cứ đầu đi. Bóc mũi này ra làm gì cầm. Lõng hẳn xuống rồi, ok. Điền cái lầu. Còn thấy một điện nữa, các bạn này năm chục, hận ta xin để một mình mình đơn côi. Tìm vào đâu đơn, đơn quy nhân vậy đó, chân trang để người xưa vào biết. Chốn sương ngập đường pháo cười kia. Đúng không ạ? Chẳng hận tình chưa phí. Đây, mua cái mẹ cái ổi đen như thế là bán. Nó thì toàn bán lắm. Cô tôi phải thì cô những cái lồn xả thì cũng phải mẹ. Tôi phải mẹ cái ổi này đúng không? Ông nào cũng đeo nào nhảy vào. Mấy ba mươi triệu thì đừng mua. Anh nói hỏi con ổi đấy mà anh em mình cũng phải làm những cái này rồi. Đó cả một ổi đấy. Anh nói cái công ty nó sang dưới chỉ có mấy triệu. Em không thích anh. Hãy đứng trước mặt chúng ta đây là một cây mai chiếu thủy này. Cái này là bonsai mini này, các bác nhìn này. Đấy, tay giữa tôi này. Đấy. Rất nhiều họ. Tôi sẽ quay từ dưới bệ chậu này. Đây là một cây nhà vườn của anh Đăng Nam Điền, Nam Trực, Nam Định. Đúng mùa của mai chiếu thủy à, quanh năm. Thấy cái chổi à. Chi dăm rất đều nhá. Mình cái cành này. Ba là bốn. Từng là lượt. Một cây mai chiếu thủy là một cây si. Bác xem. Đây là các anh chú của nhà vườn nhá. Chào nhà ấy. Chào anh. Anh chào. Chào luôn đi, chào. Chào cho anh em. Chào anh em. Chào tất cả anh em. Chào nước chè nó cây à. Trời. Mai chiếu thủy này rồi nên các bác uốn lượn cho bụi dễ nó còn thêm một cái chum trên đỉnh này.
Vâng. Bác nhìn cái tác phẩm này thế nào? Cây xanh rắn trực, cây rất lung lăng, nhập vào hàng cây đại quá to, xanh bụi gốc này dễ lắm. Thank you.
xem chi dăm bông. Giáng trực quá to các bạn. Lại cùng một chút nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để Đây có quá nhiều cái tác phẩm đúng luôn các bạn. Tùng lá này, cà quả này, thank you.
chuẩn bị